sóng nó cũng đánh rất là nhiều cho nên là tàu cũng phải dập dìu ha. Đi cái này nó sẽ hơi khó một xíu. Nè, bắt đầu bị trượt nè. Ở đó có một cái cầu dài bắt ngang quá ha. Chạy tới nơi rồi mới phát hiện là biển số của mình nó đã bị mất một con ốc. Đi tới giờ đêm là 10 giờ 45 rồi cho nên là mọi người đã đóng cửa gần hết rồi nè. Sau khi đi tàu cao tốc từ Phú Quốc về Hà Tiên thì bây giờ mình đang đi dọc kênh Vĩnh Tế để về lại Châu Đốc. Sau đó tụi mình sẽ về lại Sài Gòn và tiếp tục chuyến đi. Còn tụi mình sẽ đi đâu thì mời anh em đón xem phần sau của video nha. Kênh Vĩnh Tế nếu mà đi tầm 3-4 giờ chiều hoặc là 5-6 giờ chiều thì nó rất là đẹp, bởi vì mặt trời nó sẽ lặn theo đúng cái hướng bên đó luôn. Đây. Đó, đằng sau lưng mình mặt trời đang lặn này, thấy không? Xung quanh cái kênh này nhìn từ trên cao phải nói là thật sự rất là ấn tượng, rất là đẹp. Khi mà tụi mình đi dọc theo như thế này thì tụi mình quá nhỏ bé cho nên tụi mình cũng không có cảm nhận được cái vẻ đẹp của thiên nhiên. Còn khi mà bay lên cao anh em sẽ thấy là trời nó ánh gương xuống cái mặt nước này nè, nhìn rất là đẹp ha. Kênh Vĩnh Tế được đặt tên theo vợ cả của ông Thoại Ngọc Hầu, tên là Châu Thị Vĩnh Tế. Nếu mà anh em đang thắc mắc là tại sao Thoại Ngọc Hầu lại có mặt trong câu chuyện này thì Thoại Ngọc Hầu chính là một trong những nhân vật có công rất lớn trong việc cho đào con kênh Vĩnh Tế này. Và ông cũng là người đã được triều đình nhà Nguyễn cử xuống vùng đất An Giang để khai mở và phát triển cái khu vực này. Cho nên là ông rất là được người dân yêu mến ở nơi đây. Tụi mình về tới Châu Đốc là khoảng 7:30, lúc này hai anh em cũng hơi đói rồi cho nên là sẽ đi kiếm một cái gì đó ăn. Anh Huy anh bảo là ở Châu Đốc có một cái quán gọi là mì vách tường, bán kế bên một cái vách tường và họ đặt tên đó luôn. Chỗ này bán mì người Hoa ăn rất là ngon ha, và có vẻ là tại vì tụi mình cũng đói nữa. Giá của một tô mì ở đây là khoảng 50.000 thì nó cũng ngang ngang với giá ở trên Sài Gòn. Hai anh em đói quá cho nên là hai người mà ăn luôn cả ba tô. Ôi trời ơi. Dù nói 50.000 thì hơi mắc nhưng mà thực tế là có khá là nhiều đồ ăn ở trong đây ha. Đặc biệt là cái khẩu vị ở đây ăn rất là lạ và rất là ngon. Nước nấu rất là đậm đà và thơm, rất là thơm mùi tỏi phi. Và ở đây trong đây còn những cái, mình thấy là còn những cái tép tỏi mà có vẻ là họ hầm bên trong cái nước dùng luôn. Ăn nó bùi bùi, nó thơm lắm. Topping ở trong đây thì chúng ta sẽ có xá xíu nè, thịt bằm nè, rồi tôm, mực, rồi mình có một cái con khô mực ở trong đây. Ăn nó rất là thơm ha. Rồi ăn nói chung là món này ngon. Sau khi ăn uống và check-in khách sạn xong thì tụi mình đi uống cà phê để ngồi suy nghĩ, bàn tính công việc một tí xíu, coi ngày mai tụi mình sẽ đi đâu. Mặt trời lại mọc rồi, không thể tin được. Buổi sáng thì mình ăn sáng ở khách sạn luôn bởi vì họ có phục vụ đồ ăn. Hai anh em mình ăn cái món cơm tấm mà kiểu Long Xuyên ở dưới đây nè, thịt nó được cắt ra thành những cái sợi. Sau khi ăn xong thì tụi mình sẽ đi qua cái chợ Bắc Đai, là một cái chợ ở cách Châu Đốc cũng khoảng 20 cây số thôi. Cái chợ này thấy khá là nổi tiếng bởi vì nó nằm ở dọc biên giới và có rất là nhiều sự giao thương qua lại giữa người Việt và người Campuchia. Trên đường đi qua chợ Bắc Đai thì mình thấy cảnh quan ở đây đẹp quá cho nên dừng lại bay flycam một tí. Bay một hồi thì mình mới phát hiện là mình đang đi dọc theo song song cái sông Châu Đốc. Sông Châu Đốc là một cái nhánh sông được đổ từ bên Campuchia qua Châu Đốc của chúng ta, và ở phía nam của sông Châu Đốc thì nó sẽ hợp lưu với sông Hậu để trở thành một con sông lớn hơn. Quang cảnh xung quanh nơi đây thật sự rất là đẹp. Ở bên trái của đường thì dọc theo hai bờ sông Châu Đốc có rất là nhiều người dân làm nhà bè để tiện đánh bắt rồi nuôi trồng thủy hải sản ở đây. Rồi các hoạt động giao thương trên con sông này mình thấy là cũng tương đối nhộn nhịp khi mà tàu thuyền ghe chạy qua lại rất là nhiều, rất là nhộn nhịp. Còn bên kia đường thì đó là những cánh đồng lúa chín vàng bát ngát mở ra rất là rộng ha. Rồi nhà dân ở đây nữa. Đang đi bay flycam dọc đường thì mình thấy có một cái anh làm thợ mộc ở đây. Thấy thú vị quá, mình lại mình nói chuyện với ảnh thì ảnh chia sẻ là cái tấm này đó, ảnh chạm cái con rồng và ảnh tốn tới 1 tháng để làm được nguyên cái tấm này giao cho khách. Nói chung là ảnh chia sẻ là làm cái này là coi như là lấy công làm lời á, chỉ có lời được tiền công thôi. Rồi ảnh có hỏi mình là mình tới đây làm gì thì mình nói là tụi mình đi quay phim chụp ảnh. Thì ảnh chỉ mình đi vào một cái con đường nhỏ để vào những cánh đồng lúa vàng rất là đẹp. Sau khi nghe chỉ dẫn của anh Hợp Mộc thì tụi mình đi vào một cái nhánh đường nhỏ để vào cái cánh đồng lúa. Mình không rõ lắm mùa vụ của lúa là vào thời điểm nào trong năm, nhưng mà mình thấy là ở thời điểm hiện tại lúc mình đi á, thì cây lúa vàng tươm, hạt trĩu nặng, nhìn nó cong xuống rất là đẹp ha. Hôm nay mình đi thì may mắn là trời rất là đẹp, trời xanh, mây trắng, lúa vàng, xe đỏ, tất cả tạo ra một cái bức tranh thiên nhiên vô cùng ấn tượng. Mình thấy là trong cánh đồng lúa có một con đường ruộng nhỏ nên tụi mình quyết định đẩy xe ra đó để chụp hình.
sau khi tới chợ Bắc Đai thì mình nhận ra là chợ cũng khá là bình thường và cũng không có gì thú vị để chụp hình cả. Do đó là hai anh em mình quyết định đi tiếp tục lòng vòng vào sâu bên trong một tí xem có gì vui không rồi mới đi về. Bất ngờ là tụi mình phát hiện một con đường đá nhìn khá là lạ và có vẻ chạy dọc theo biên giới Việt Nam Campuchia, cho nên là tụi mình vào đó để coi coi có gì vui. Nhìn trên map thì chúng ta thấy là cái cầu này nó sẽ băng một cái con sông, mà cái con sông này là cái con sông chạy dọc qua cái biên giới Việt Nam Campuchia. Thì bây giờ mình sẽ chạy thử qua xem là nó, mình qua bên kia mình thấy là nó vẫn còn là đất Việt Nam á, để chạy qua bên kia như thế nào. Wow, bên kia là một cái đầm to luôn. Mình thử luôn đi, mình thử luôn. Tới cái việc trồng lúa nước không ta? Không, hình như là sâu quá, sâu quá. Để zoom lên nha. Ở đây mình thấy có một cái chốt của các bạn đỏ nè, để mình zoom lên xem là nó là cái gì. Chốt số 8, à, có vẻ như là chốt số 1. Đây đây đây. Thấy cái nhà bên kia một căn không? Thấy không? Thấy không? Ừ, ở giữa đầm có một cái nhà nè. Nhà đó nhà Campuchia. Chắc cũng là một cái chốt biên phòng của chốt á, có cái logo quá này nọ. Mình đã cố gắng mở camera cấp rộng rồi nhưng mà mình nghĩ là những cái hình ảnh đẹp ở đây nó sẽ không thể nào được thu lại bằng cái camera này được. Anh em phải tới tận nơi, anh em nhìn ra, anh em mở rộng cái tầm mắt ra thì anh em mới thấy được là nó mênh mông và nó đẹp đến thế nào. Cái đường này giống như là một cái ranh giới vậy đó. Cũng có lưa thưa vài người dân họ sinh hoạt bằng cách là nuôi trồng hải sản hay là đánh bắt gì ở đây nè. Và phương tiện của họ là ghe nè, anh em thấy không? Và ở đây rất là rộng, rất là đẹp luôn. Cái con đường này nó nằm cắt giữa qua cái đầm này nè, nhìn nó rất là đẹp. Nó thẳng tắp và nó dài như thế này. Tụi mình đang dừng cái xe lại để chụp hình rồi quay phim. Nói chung là một cái địa điểm sống ảo cũng khá là tuyệt vời. Ở đây anh em thấy là có những cái đăng để chắc là mình nghĩ là họ đánh bắt thuyền hải sản gì ở đây nè. Rồi có những cái nhà nổi, rồi người dân ở đây nãy mình thấy là họ chèo ghe, chèo xuồng chở đồ, chở đạc này nọ. Đằng kia có một cái chú đang sửa ghe. Sao vậy anh Huy? Anh Huy ở đây con map là nếu mà tụi mình đi thẳng cái con đường này thì tụi mình sẽ tới đâu? À, em có thấy cái hình cái cầu đó đó, thì là cái cầu đấy, cái thang để cho người dân họ đi ra vậy. Hình như ở dưới đây là nước cũng khá là nông cho nên em thấy là cái chú này đi bộ qua luôn. Trời ơi, phải chi mà có cái quần bơi, chắc mình nhảy xuống đây mình tắm luôn. Nhìn nó mát quá. Sau khi đã sống ảo đủ nhiều ở Bắc Đai rồi thì bây giờ tụi mình sẽ quay trở về Châu Đốc ăn trưa và tiếp tục hành trình quay trở về Sài Gòn. Sau một chuyến đi dài thì xe của mình hiện tại khá là dơ và mình đã rửa xe ở đối diện cái khách sạn của mình. Đó, mình vừa rửa xe xong rồi mình vô mình check out, dọn đồ check out để chuẩn bị hành trình đi tiếp.
A few moments later. Tụi mình ăn cơm tấm ở gần chợ hay là cũng gần khách sạn. Quán cơm này thì ăn thì cũng thấy là bình thường á, nhưng mà được cái là anh chủ ở đây rất là dễ thương và ảnh cũng từng là một phượt thủ. Ảnh hỏi hai anh em đi đâu và sau đó ảnh ngồi chỉ đường cho hai tụi mình rất là tận tình để né những cái cung đường xấu. Quan thành nữ mà thấy không? Dạ. Dạ vô đó. Đây nè. Dạ. Đoạn này em chạy thẳng lên nè. Đó, nó sẽ dễ hơn. Đâm luôn nè. Nó đi thẳng hoài à. Dạ. Còn em quẹo qua đây là đường đang làm. Khúc này đường nó ưa làm ngay đây đúng không? Từ Châu Đốc đi qua phà Châu Giang là tụi mình sẽ tiếp đến làng Chăm Châu Phong. Làng Chăm Châu Phong là một cái làng tập hợp của 7 cái làng nhỏ do người Chăm tụ thành. Và toàn bộ dân cư nơi đây đều là người dân theo đạo Hồi. Người dân nơi đây thì có người nói được tiếng Việt rất là sành sỏi ha. Còn có người thì nói được sơ sơ, có người thì thậm chí là còn không hiểu được tiếng Việt luôn. Điểm đặc biệt khiến cho nơi đây trở nên thú vị chính là các thánh đường Hồi giáo với kiến trúc pha trộn giữa hai màu trắng và xanh ngọc nhìn rất là đẹp, và cái đỉnh tháp á, rất là đặc trưng. Người dân nơi đây thì cũng mặc các loại trang phục truyền thống của đạo Hồi, ví dụ như anh em có thể thấy là đàn ông thì có nhiều người mặc váy thổ cẩm thêu dệt những cái hoa văn ha, rồi đội nón cầu nguyện kufi nè. Tới đây anh em sẽ cảm tưởng như là đang thăm viếng những cái thánh đường Hồi giáo ở Trung Đông gì đó, nhưng mà điểm đặc biệt là nó này nằm giữa những cái làng quê sông nước ở Việt Nam. Lúc mình tới thăm thì có một thánh đường lớn ở đây, tuy nhiên mình không có vào được bởi vì đang có lễ tang của người trong làng. Đố anh tại sao cái cột nó làm mà hình vuông mà nó không làm cái thiết kế hình tròn, tại vì làm mình vuông á thì rắn nó không trèo lên được. Một cái thánh đường Masjid Aniyama Châu Phong. Đường khá là to ha, theo kiểu phong cách Hồi giáo. Làng Chăm là cái địa điểm cuối cùng mà mình dừng lại ở Châu Đốc. Sau khi tham quan làng Chăm xong thì mình sẽ đi một mạch về thẳng tới Sài Gòn luôn. Về Sài Gòn thì mình sẽ nghỉ ngơi ở Sài Gòn lại một đêm để chuẩn bị soạn sành lại đồ đạc nè, và cũng như là mình sẽ đem chiếc xe của mình đem đi bảo dưỡng, chuẩn bị cho cái hành trình tiếp theo của chuyến đi. Là mình đang có mặt ở Motoplex Cộng Hòa để mình đem đi bảo dưỡng chiếc xe. Sau hành trình 1.000 cây thì mình muốn bảo dưỡng chiếc xe một lần, sau đó cho chắc ăn rồi mình mới cầm chiếc xe này đi tiếp thêm khoảng tầm 1.000 cây nữa. Thì trước mắt là tụi mình sẽ thay nhớt ha, kiểm tra nhớt hộp số, rồi thay lọc gió, kiểm tra lọc gió. Xong rồi sẽ có một vài chi tiết nè, ví dụ như là cái biển số của mình nó bị bung nè, thì nhờ họ kiểm tra lại. Rồi cái nút kèn nó bị lờn á, thì cũng cho họ từ 7 hay sao đó kiểm tra lại, rồi dàn áo gì nữa cho họ kiểm tra tổng thể ra luôn, thì chạy nó sẽ an tâm hơn. Anh em đi tour thì cũng nên là kiểm tra, ví dụ đi tầm nghề thì nên ghé đâu đó kiểm tra để cho an toàn ha. Tụi mình vừa mới bảo dưỡng xong và cảm thấy vẫn còn hơi thiếu gì đó ở chuyến đi này, cho nên là bây giờ thì tụi mình lại quyết tâm sẽ đi thử qua Campuchia. Qua cái cửa khẩu Mộc Bài, hiện tại mình đang ở quận Nhất và từ đây tới cửa khẩu Mộc Bài còn khoảng 75 km nữa, đi tầm 2 tiếng đồng hồ theo trên map nó báo là như vậy ha. Tụi mình sẽ cố gắng hoàn thành luôn, đi qua biên giới ba nước luôn là Việt Nam, Campuchia và Lào. Sau khi về Sài Gòn xong thì anh em có thấy gì lạ không? Mình đã đổi một cái bộ áo giáp mới. Cái áo giáp mới này thì nó nhẹ hơn cái áo giáp cũ và nó cũng mỏng hơn cái áo giáp cũ, cho nên là về cơ bản là nó sẽ không an toàn mà cái áo giáp cũ. Tuy nhiên bù lại thì mình sẽ mặc nó, mình cảm thấy thoải mái hơn trong quá trình mình chạy, và nó cũng mát hơn bởi vì nó có rất là nhiều lưới ở khu vực xung quanh. Cái GoPro này gắn đây cho mày, có vẻ là bị buông keo rồi, bị rớt rồi. May là anh em thấy là tụi mình có gắn cái dây rút để ràng lại cho nó không rớt đó, chứ nhiều khi rớt hồi nào không hay đó. Đó thấy chưa? Cái dây ràng tiện.
Google Maps nó dẫn mình đi đường này. Họ nó nói là ngắn hơn mấy chục phút so với lại đường bình thường chúng ta sẽ đi. Nhưng mà thật ra đường này đi cũng vui đó, đi thì vắng vẻ rồi cũng vui, nhưng mà thứ nhất là đường nó hơi hẹp, thứ hai là lâu lâu qua những cái chỗ nó hơi sốc nảy một xíu. Tính ra là cũng đã vô nội thị của bên Tây Ninh rồi. Bây giờ mình sẽ quẹo qua đường Xuyên Á, chạy thẳng cái đường Xuyên Á này một cái nữa là tới thẳng một bài luôn ấy. Đường Một Bài mình nghe nói là nó tấp nập, nó đông hơn và có thể cái khả năng nhập cảnh của nó sẽ bị gọi là chậm trễ hơn, bởi vì họ phải xử lý nhiều người hơn ấy. Phen này tụi mình đi liều cho nên hồi nãy là tụi mình đã ghé Sài Gòn đổi rất là nhiều tiền đô để trừ hao việc gặp công an. Cũng không mong là gặp công an, nhưng mà hồi nãy anh Huy anh kêu là anh đang rất là mong đợi việc vừa qua Campuchia gặp công an lần đầu để xem cảm giác nó như thế nào. Đó, anh em thấy xa xa trước mặt mình có cái cửa khẩu chưa? Ok, anh em đợi mình một xíu nha. Chắc chưa công an đâu, tụi nó còn chạy mầm. Ê, vui ghê. Tụi mình vừa mới thông quan thành công biên giới Campuchia sau lần thứ hai thử. Hiện tại là tụi mình đang ở trên địa phận Campuchia nè. Anh em có thể thấy là khu vực này giống như thành thành phố vậy đó. Rất là khang trang và mọi thứ cũng rất là thoải mái. Mình thấy có nhiều người Campuchia đây chạy xe cũng kiểu không hề nói bảo hiểm luôn. Rồi thậm chí là có người Việt cầm xe qua cũng không hề nói bảo hiểm luôn. Số 70, số Việt Nam nè, chạy qua mầm luôn. Ở đây nhìn rất là vui, rất là nhiều nhà hàng nè, casino, nhà hàng casino rồi những cái tiệm bán đồ bán đạc rồi đó. Nếu mà đi từ đây qua tới Phnom Penh là tầm 4 tiếng 5 tiếng gì đó, là tầm khoảng 9-10 giờ tối thì mình sẽ tới nơi. A few moments later. Theo cá nhân mình nghĩ á, là sau hai lần mà mình nhập cảnh á, một bên là Hà Tiên với một bên là ở bên Một Bài á, thì mình cảm thấy là bên Một Bài mình cảm thấy là nó đơn giản hơn và mình thấy là cái quy trình của nó cũng tương đối là rõ ràng hơn. Khi mà mình qua bên cái bên của Campuchia á, thì các anh bên Campuchia họ cũng thiện chí hơn và tụi mình thông quan khá là dễ dàng. Lười gấp sim cho nên là đi giữa đường thì cái Google Map nó bị đứng cho nên là tụi mình phải dừng lại lắp sim. Anh em thấy không, nhìn rất là giống Việt Nam ha. Khu vực này là khu vực kiểu ngoại ô thành phố thôi cho nên là nhìn nó cũng vắng vẻ. Tụi mình đang có mặt ở trong một cái gas station và trong đây đó có nhiều cái tổ hợp quán cà phê nè. Thì tụi mình sẽ vô cái cà phê Amazon. Cà phê Amazon này mình rất là thích uống ở Việt Nam ha. Việt Nam dạo gần đây nó mở 2-3 cái gì đó, uống mình rất là thích uống của nó. Bây giờ mình sẽ đi vào ăn uống nghỉ ngơi một xíu, xong rồi tụi mình sẽ đi tiếp tục qua Phnom Penh. Mặc áo gì cảm giác giống như siêu nhân nha. Hai anh em cuối cùng đã thành công nhập cảnh Campuchia sau rất là nhiều chấp niệm. Hôm qua hai anh em cứ ngồi suy nghĩ với nhau, là cứ hỏi là mày nghĩ có nên đi không Khương, nhưng mà mình lại nói là em cũng không biết nữa, anh đi em đi. Mình có một cái deadline cần phải hoàn thành trong đêm nay cho nên là sẵn ngồi uống cà phê thì mình lấy cái máy tính ra để làm việc luôn. Cái máy này thì nó mình có chia sẻ ra đó, nó gọn lắm cho nên là đem đi đâu cũng được hết, ngồi làm việc cũng rất là ngon bởi vì nó khá là mạnh. Trên đường đi từ Một Bài qua Phnom Penh thì nếu anh em thấy cái cầu Văn Dây rất là lớn như thế này thì có nghĩa là báo hiệu là anh em đã gần tới Phnom Penh rồi. Cái cầu này tên Campuchia của nó là Niak Luang gì đó, mình không biết, nhưng mà cái tên tiếng Anh của nó thì nghe rất là quen thuộc nha, cầu Subasa. Con đường nó từ Một Bài qua Phnom Penh là một con đường quốc lộ và nó rất là đẹp, anh em chạy rất là thoải mái, vận tốc tối đa mà mình thấy họ cho chạy bằng xe máy lên tới 80 km/h luôn. Và đường thì chạy rất là ngon. Một cái điểm nữa mà mình thấy ở Campuchia rất là lạ đó là càng gần vào trung tâm thì nó có rất là nhiều gờ giảm tốc xuất hiện, và mình thấy là cái làn đường của xe máy và cái làn đường của những chiếc xe khác nó có một cái gờ rất là cao, giống như là để không cho xe máy chạy bang vô cái làn đường của xe ô tô vậy. Và cái hiện tượng này thì mình trước đó mình không có gặp, mình chỉ thấy là chạy vào trong gần Phnom Penh mới gặp thôi. Cuối cùng thì tụi mình cũng đã đến được Phnom Penh rồi. Qua cái cầu này là anh em có thể thấy là ánh đèn rất là nhiều.
người dân nơi đây có vẻ ngủ khá là sớm ha. 10 giờ tầm mình tới thì đường xá cũng đã khá là vắng rồi. Tuy nhiên nhìn xung quanh thì thấy là rất là nhiều tòa nhà, rồi nhà cửa nhìn rất là hiện đại, kiểu thành phố lớn ở đây. Anh em có thể thấy trước mặt mình là cái tượng đài Độc Lập, một trong những cái biểu tượng rất là đặc trưng khi mà nhắc tới cái thành phố Phnom Penh này. Ví dụ anh em search Phnom Penh trên Google thì thấy là hình hiện ra sẽ là cái hình của cái tượng đài này ha. Tượng đài này nó mang cái kiến trúc rất là đặc trưng của Campuchia ha. Giống như anh em hình dung là nó giống như một trong ba cái chớp của Angkor Wat khi mà anh em nhìn vào cái lá cờ của Campuchia đó. Buổi tối thì tụi mình đi làm vòng kiếm đồ ăn, bởi vì tụi mình tới cũng khá là trễ, cho nên là mình coi cho mẹ thấy là người Campuchia ngủ khá là sớm, cho nên là cũng không có quá nhiều quán ăn. Chủ yếu là mấy cái quán kiểu Tây Tây nè, bia rượu rồi đồ Tây đó, thì họ còn mở rất là khuya. Tuy nhiên khi mà mình tới cái khu vực này thì mình thấy là bên đây có một cái chỗ cũng khá là đông người ăn, bán kiểu hủ tiếu xào hay là cái gì đó mình cũng không rõ lắm. Xong rồi hai anh em mới quyết định vô ăn thử xem như thế nào. Thì nói chung là nghe mùi cũng rất là thơm. Anh ấy đang xào hình như là mì hải sản, mì ghẹ gì đó. Bản thực đơn ở đây thì cũng để là tiếng Campuchia không à, không có để tiếng tiếng Anh, cho nên là mình cũng không rõ lắm. Anh kêu hả? Mời, chắc là mời. Vậy là đã hết tập 3 rồi đó anh em, bọn mình đã lọt qua Campuchia thành công rồi. Mời anh em đón xem tập 4 để xem tụi mình khám phá Campuchia có gì vui nha. Mày không hớt được bao con trai, tôi bi không tình yêu.